Giới thiệu anh em một cây thị họ lạ nồi nha, thị vị ốc. Em chỗ nôm nha, cây quái nha. Cái này chỗ nhánh này là có một lỗ thôi, còn mấy nhánh kia là lành hết. Mới cắt vừa nên chưa thay liền xẹo cho anh em nha, để anh em thấy cái mặt cắt nha. À, cây này chiều keo của nó từ dưới lên là 2 mét nha mấy nha, 2 mét nha. Dưới đó cái thằng đây là mấy sáu mấy mà nó cầm nè đó. Rồi đỡ đợi cái đây cái hoành nha, hoành ngay eo của này nha, bình cái hơi khó. Hoành ngay này là 80 nha mấy em, cho trao lên eo luôn á. Hoành ngay eo này 80 nha, thân này là hoành ngay eo chỗ này nè, đó, 80. Một cái thân lớn đây nè, thân lớn đây là 20B nha. Đây, đây đợi quay tổng thể cho anh em xem nè. Rồi, rồi qua đây. Cây nằm trên đế không đó, lỡ nằm đó. Nếu thể nằm đỡ nằm xuống lên cái cụm rừng cũng được, cụm rừng nằm đứng cũng được. Mình thấy cái thế này mình thích thế này không?